Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nhìn vào tình hình của Ethereum đi. Tình hình của Tevinium thì đối với thần nó càng rõ ràng hơn nữa khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu là có bao nhiêu Ethereum nạp vào so với rút ra trên những sàn giao dịch thì đi thường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là cái thời điểm gần đây có thể nói là một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày một tuần liên tục các bạn thấy là một tuần liên tục đường màu đỏ này là đi cái xu hướng đi xuống có nghĩa là một tuần liên tục ngày nào cũng có nhiều Ethereum được rút ra khỏi sàn Tại vì sao? Có thể nhiều bạn hỏi thì có thể rút ra để người ta tham gia vào staking Ethereum 2.0 để mà kiếm lời Ethereum có thể rút ra tại vì họ cần sử dụng Ethereum để tham gia vào những cái ứng dụng DeFi, ứng dụng tài chính tập trung hay là họ có thể lấy Ethereum ra để mà nạp vào cái ví cá nhân để mà lưu trữ, cái ví lạnh để mà lưu trữ tại vì họ muốn đầu tư lâu dài vì bất cứ lý do nào chúng ta cũng không có cần phải biết cái mà chúng ta cần phải biết là cái số lượng ether được rút ra trên sàn rất là nhiều chúng ta nói tới cái ngày 1 tây tháng 7 đi thì cái số lượng ether rời khỏi sàn đó là lên tới 596.000 ethereum rời khỏi sàn so với lại nạp vào chúng ta nhìn vào ngày hôm qua ngày 5 tây tháng 6 tại Hoa Kỳ thì đã có 143.000 ethereum rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào thì điều này cho chúng ta thấy được là cái số lượng ether những sàn giao dịch đó, cái tình trạng mà mất đi trên sàn càng ngày càng nhiều có nghĩa là chúng ta thấy được là Ethereum trên những sàn giao dịch đó, càng càng khăn hiếm đi Đưa màu đỏ này là cái số lượng Ether trên tất cả những sàn giao dịch hiện bây giờ thì các bạn thấy được là đột ngột tiếp tục có cái xu hướng là đi xuống càng ngày Ether trên sàn càng ít đi và ít đi nguồn cung càng ngày càng ít hơn bởi thân và chúng ta nhìn vào cái số lượng mà Ethereum tham gia vào staking Ether 2.0 đó bây giờ đã lên tới 5,32% phần trăm có nghĩa là các bạn thấy được là 5% hơn 5% của tổng số lượng Ether bây giờ đã bị lock lại trong những cái hợp đồng Ether staking 2.0 và đây là một trong những cái dấu hiệu là những nhà đầu tư này rất tin tưởng là Ether 2.0 sẽ thành công. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là cái số lượng Ether này nạp vào những cái contract đó, những cái hợp đồng staking Ether 2.0 đó thì sẽ không biết ngày nào mới lấy ra được. Tại vì khi nào mà Ether 2.0 thành công thì lúc đó chúng ta mới có thể thấy được cái số lượng Ether này có thể di chuyển. Có nghĩa là những người này chấp nhận nạp vào mặc dù là không biết khi nào mới lấy ra được tại vì họ có lòng tin là Ether 2.0 sẽ kích hoạt. Cho nên chúng ta được là bây giờ đã hơn 5% của tất cả Ether được lock lại. Cũng đồng nghĩa là cái số lượng Ether này không còn trên những sàn giao dịch nữa. Chúng ta nhìn vào tính theo là con số thì các bạn thấy được là 6,2 triệu Ethereum có nghĩa là 5,3% của tổng số lượng Ethereum đó Bây giờ là khoảng 6,2 triệu đồng Ethereum Đã được lock lại trong những cái hợp đồng Staking 2.0 Chúng ta nhìn vào những tài liệu khác liên quan tới Ether đi Nhưng mà trước hết thì một trong những điều mà có thể là các bạn nói là Các bạn tham gia vào Staking ở một cái số nơi như là Binance Thì có đồng Ether 2.0 các bạn có thể di chuyển được thì tại sao đây nói là tham gia vào staking thì không thể rút đồng Ethereum ra được thì điều mà các bạn nên hiểu đó cái đồng Ether 2.0 trên những sàn giao dịch bây giờ đó đó là một cái đồng đại diện mà thôi nghĩa là một cái giấy nợ họ nhận Ether của bạn họ lấy Ether đó tham gia vào staking thì đồng nghĩa là họ sẽ đưa cho bạn một cái đồng đại diện để các bạn có thể là mua bán giao dịch nhưng mà đó không phải là đồng Ethereum 2.0 đó chỉ là một đồng đại diện một cái giấy nợ mà thôi cái số lượng Ether tham gia vào staking đó là không rút ra được thời điểm bây giờ đó là điều mà khác biệt mà thường muốn các bạn cần nên hiểu nói tới Ether thì chúng ta cũng đã biết là cập nhật kế tiếp của Ethereum đã đăng lý rồi chúng ta sẽ có trong tháng này tháng 7 này là chuẩn đoán mới đầu là giữa tháng 7 chúng ta sẽ có cái cập nhật hai phố kế tiếp đó chính là London Harford Thì London Harford này đó Chúng ta có một số những cái cập nhật Mọi người đi biết tới cập nhật lớn nhất Đó chính là cập nhật EIP-1559 Thì EIP-1559 đó chính là cái đề xuất Mà chia cái phí ra làm hai phần Cái phần căn bản hay gọi là base fee Còn phần còn lại gọi là phụ phí Thì nhiều người lầm lẫn đó Cái đề xuất EIP-1559 này Trong cập nhật kế tiếp của ETHER sẽ làm giảm phí giao dịch không phải cái đề xuất EIP 1559 này chủ yếu là muốn cân bằng lại cái phí giao dịch như là làm cho phí giao dịch nó ổn định hơn cũng sẽ tăng và giảm theo cái nhu cầu trên mạng lưới nhưng mà sẽ tự tăng và tự giảm tại vì bây giờ đó mạng lưới của Ethereum khi mà tắt nghẽn đó thì mạnh ai tự đấu giá là ai trả tiền nhiều thì sẽ được duy chuyển Ether lạ hơn trên mạng lưới của Ethereum điều này làm đến là mọi người đấu giá với nhau quá nhiều dẫn đến cái phí càng càng tăng cao hơn đương nhiên thời đào họ là kinh doanh ai trả phí cao họ sẽ giải quyết trước điều mà EIP-1559 muốn làm đó, đó chính là cái phí căn bản của premium sẽ tăng và giảm tự động theo công thức chứ không phải là theo cách đấu giá à, theo tình hình của mạng lưới nếu như mạng lưới tắt nhãn thì cái giá nó sẽ tăng lên nếu như mạng lưới mà không tắt nhãn giá nó sẽ tự động giảm xuống điều này sẽ làm cho cái phí nó sẽ được ổn định hơn nó sẽ tăng nhưng mà tăng theo công thức chứ không phải là tăng theo cách mà mọi người đấu giá đương nhiên mọi người đều có thể trả thêm một cái phụ phí nếu như mà muốn y e của mình di chuyển lạ hơn Cúp lõi là EAP 1559 nó muốn làm cho cái phí nó ổn định hơn trên mạng lưới của Ethereum đây là một phần mà nhiều người mong đợi trong cái luân đồn phút này của Ethereum trong tháng 7 này nhưng mà có xảy ra trong tháng 7 hay không chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà Điều khác nữa là EIP 159 này nó có một cái chế độ đó chính là cái chế độ đốt cái phí căn bản, đốt cái base fee. Có nghĩa là sau khi mà giao dịch á, cái phí căn bản nó sẽ bị đốt đi. Thì nhiều người cho là nếu như mà cứ tiếp tục có nhiều giao dịch trên mạng lưới của Ethereum thì cái phí bị đốt đi đó còn nhiều hơn là cái số Ether được đào ra mỗi ngày. Có thể dẫn đến là Ethereum đi vào tình trạng là giảm phát, làm giảm đi nguồn cung của Ether trên thị trường và nhiều người nghĩ đây sẽ là một điều rất là tốt đối với giá cả đó là điều mà thường đã chia sẻ với các bạn trên video trước đây nhưng mà đây chỉ là một trong những cái cập nhật của Ethereum mà thôi chúng ta còn có một số những cái đề xuất khác mà ít tay nói tới thì có những đề xuất chúng ta cũng không cần phải dùng quá nhiều thời gian tại vì đối với những người mà thông thường giao dịch như là bạn và thuận á, thì những cập nhật như là EIP 3529 hay là 3198 hay là 3541 những cái này cũng không liên quan gì cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến ngoại trừ EIP-1559 đó chính là EIP-3554. Thì EIP-3554 này đó hay còn gọi là Difficulty Bomb đó, bom độ khó. Thì nhiều bạn cũng đã nhớ là Ethereum trước khi mà bước vào cái kỷ nguyên mới chuyển qua cái hệ thống Proof of Stake thì sẽ kích hoạt một cái quả bom gọi là bom độ khó hay còn gọi là kích hoạt cái thời kỳ đóng băng của Ethereum thì khi mà cái bơm độ khó này kích hoạt thì trong vòng một ngày thôi thì có thể là cực kỳ khó đào đối với mạng lưới của Ethereum thì điều này sẽ khiến cho những thời đào bỏ cuộc và chúng ta sẽ có một cuộc chuyển đổi của mạng lưới Proof Stake nhưng mà bơm độ khó này thì cứ bị trì hoãn liên tục và trong cái cập nhật London hai phút này đó bơm độ khó này sẽ được trì hoãn cho đến tháng 12 có nghĩa là ít nhất cho đến tháng 12 sẽ không có những cái thay đổi liên quan tới đào Ethereum khó khăn À, tăng trưởng như thế nào? Chúng ta thấy được đây là một trong những điều khác được nói đến Thì nếu như bạn là một người mà sử dụng Ethereum hàng ngày đó Thì có cần phải lo lắng hay không? Liên quan tới cái phút uh, này Có cần làm gì hay không? Thì câu trả lời là không cần phải làm gì hết Các bạn cứ tiếp tục sử dụng Ethereum Tiếp tục lưu trữ Ethereum như là thường lệ Những bạn nào mà lưu trữ số cái đó cái gì này chạy những cái máy nô no, Thì cần phải cập nhật Đối với nhiều người thông thường như là thông minh nhiều bạn Thì không cần phải quan tâm đến Và cập nhật này đó thì chúng ta thấy được là nói là giữa tháng 7 nhưng mà cập nhật này bây giờ đó ngày 9 tháng 7 này nghĩa là thứ sáu này chúng ta sẽ biết thêm thông tin nhưng bây giờ thì có nhiều người đề nghị là đẩy qua ngày 8 tháng 4 thì mới có cập nhật liên quan tới lương đồn Hà Phố và đương nhiên nghe nói tới Hà Phố nhiều bạn sẽ nói là có đồng mới hay không thì không có đồng mới cái Hà này chỉ là một cái cập nhật mà thôi sẽ không có đồng mới cho nên bất cứ ai mà liên hệ với các bạn nói là đưa khóa cá nhân để có thể có được Ethereum mới ra đời thì không phải tất cả các những cái đó đều là gạt các bạn hết, không có đồng mới ra đời. Đây chỉ là một cái cập nhật mà thôi và cập nhật này bây giờ đó chẩn đoán sẽ dời lại tới ngày 4 tháng 8. Đây cũng là một điều mà chúng ta cũng đã biết là như mà nào mà theo dõi Ethereum trong nhiều nhiều năm qua thì cái việc trì hoãn liên quan đến cập nhật là một điều mà xảy ra thường xuyên. Cho nên cũng không gì gọi là làm quá lạ. Thời kia qua nói là tháng 7 hay dời lại 2 tuần tháng 8 ngày 4 tây cũng là coi như là dời cho phạm vi ngắn rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi coi coi là thứ 6 này, ngày 9 tháng 7 đó, người ta có ra thông tin chính thức là khi nào mới có cập nhật London hạ phốt này hay là không. Và mọi người đang trông chờ xem coi là eip 1559 có thực sự lợi hại gì hay là không. Tại vì chúng ta đã nói tới cái EAP 1559 có thể nói là 2 năm qua rồi.